Và có thể đá CDM 84. Mclemburgin Van chiều Dijk 1m82, cân cân nặng giải 18kg, thể hình trung bình, chân thuận như nhau. 55 TOC. Anh đã CB từng thi đấu cho Bayern Munich, Bayern Leverkusen, chiều cao 1m93, Real Madrid, cân nặng 92kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 3 và phải 5. 3 sao kỹ thuật. Ngôi sao thế giới thi đấu cho FC Göttingen, chiến tích 6 tháng tạo, và đặc biệt là và thánh truyền bóng sắc nhất ở câu lạc bộ Liverpool. Ta sẽ review anh ở CM. Anh có 3 sao kỹ thuật. Chỉ số ẩn gốc CM thì như Klopp nổi bật ở khả năng giữ chuyền dài, khả năng chuyền ngắn. Ở vị trí CB thì dễ bóng nhất của Van Dijk, chuyền dài so với chọn vị trí tầm mùa nhìn tại rất tốt. Đã ra trước. Đây là một trong khả năng vệ tốc độ tấn công. Vậy anh là một toàn diện trung vệ cả có trong tốc độ phòng ngự lẫn khâu tấn công. Ở bộ chỉ số CB thì Van Dijk nổi bật nhất là khả năng lấy bóng. CM tiếp theo là sức mạnh của bạn để tấn công cân bằng, đánh chặn bị động, khả năng sọc bóng to và xâm nhập kèm người. Và quyết đoán thủ bà đều ở mức rất cao. Ngoài ra bộ chỉ số còn lại xanh tốt nhất khả năng của Toni Kroos. Vậy Van Dijk mùa giải góc trong in game thật sự Kroos là sẽ thể hiện như thế nào? Một con quái Toni vật. Toni Kroos là một hàng phòng ngự, thành viên trong lứa thế hệ vàng của bóng đá Đức, đã từng mùa giải góc World Cup mới 2000 ra mắt trong và chúng ta còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm. Vô địch bạn để Euro vị trí trung vệ thì để công một thủ ba chơi như một tiền đạo, và những anh năm tháng bị động gắn bó cùng với lại khả năng chơi bóng bổng của Bayern Munich, Van Dijk là rất và tốt. Real Madrid thì ở những tình huống mà Klopp các bạn có cơ hội đều giành được danh hiệu pha đá phạt Champions League. Thì các bạn đánh giá nhất thể chiến thuật của anh như vậy thì Van Dijk sẽ đội bộ chọn trí và tình huống rất tốt, thực hiện những pha băng cắt đánh đầu và ghi bàn với một chiều năng cao bóng ấn tượng 1m93. Trí trung vệ thì Van Dijk thật sự là một tòa tháp năng truyền có thể bóng chống rất tuyệt vời, thể hiện qua chỉ số ẩn thánh truyền bóng. Nhưng điểm mình ưa thích nhất của Van Dijk mùa giải COC ẩn một góc dành riêng cho những nó nằm ở tiền vệ tốc độ huyền thoại. Và đúng rồi, Kroos hoàn toàn xứng cao đáng là một huyền thoại tốt nhưng rất nhanh nhẹn, bởi vì anh đã có tất cả những danh hiệu tốc độ lớn nhất, thậm chí còn cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như tốc độ câu lạc bộ Paolo Maldini châu hơn nữa. Có thể nói Kroos là một trong những tiền vệ có khả năng truyền bóng hay nhất châu Van Âu. Dijk thì các bạn biết rồi, gần như anh không có điểm yếu. Ở vị trí đã trung vệ thì Van Dijk luôn là thành best số 1 rồi. Tiền vệ ở thời điểm hiện tại thì Van Dijk đúng là best số 1 bậc nhất, được minh chứng qua những thành tích bóng đá rất thế giới tốt như tại câu lạc bộ Real Madrid, Ngoại hạng Anh, giúp câu lạc bộ này chinh phục 3 chức vô một liên tiếp, cũng như là ở các cấp độ đội tuyển. Rốt là một trong là những đối tác rất ăn ý Tiago. Thời kỳ mà việc chinh phục Champions League thành công Real cùng Liverpool đã nâng tầm Virgil van Dijk lên. Cái mạnh của Kroos không chỉ thành nằm ở siêu trung vệ số 1 thế giới bóng, anh phòng ngự mùa giải góc tốt là mùa giải anh thể hiện ở đội tuyển quốc gia ở giải đấu khu vực và như ở Nation những cúp tình huống tạo về Kroos đợt thì Hà Lan đã tới trận chung kết và chỉ thất phục trước đội bóng của siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo là Bồ Đào Nha cao của mình. Anh đã nhưng trong xuyên suốt hành trình của giải đấu thì Vân Gai là linh hồn thủ lĩnh của hàng phòng ngự ra Hà Lan. Năm nay điều đáng tiếc đó là Hà Lan không có những tiền đạo xuất sắc. Điều đó đã khiến Kroos cho vẫn đang thể hiện được Klopp màu da cam chất xuất sắc nhất lên của ngôi mình vô địch thời điểm hiện tại. Nhưng trong giải đấu đấy thì Van Dijk anh cùng với xứng đáng Luka Modric, Casemiro là trung vệ số 1 ba trụ cột trong tình
Real Madrid. Thì anh có suốt những thời tình kỳ huống này thống kèm trị gọi người và là châu Âu thì cả bằng năm bóng cực tiếng. kỳ chất lượng. Gần như không có một tiền đạo nào vượt qua được Van Dijk trong những tình huống một đối Để một. mà Nói về một Toni trong những Kroos tình thì huống chúng ta mà chỉ đã nói bị Van Dijk thiếu sát thì hai từ tỷ lệ mất đó bóng là lên hoàn tới hảo, 99,99%. Thật sự là như vậy. Van Dijk là một mẫu trung vệ tua cao, lực anh thi đấu rất đầu óc và thông minh, năng xử lý bóng. Tình huống truy cản của hợp Van chính. Dijk thường đến biến của thường Tốt là đến rất tốt. từ khả năng đọc vị trí, đọc tình huống thông minh, anh khả năng thi đấu và vô tình bóng bổng cũng rất là Phạm tuyệt lỗi vời. Varane trong vòng cấm và các bạn thấy này sẽ khiến cho áp lực phòng kiến ngự tạo một đặt pha lên đôi kiến vai của Van Dijk thi trong đẳng cấp thời gian tới của đấu là rất khi mà cao. anh đã Quan sát thấy khoảng trống, thực hiện đây là một một tình đường kiến huống tạo rất đơn giản, không không cố tình, xuyên phá hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương. Và chắc chắn rồi, Gareth Bale thì không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Việc các tiền đạo được thi đấu cùng với một tiền vệ như Toni Kroos sẽ giúp hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo lên rất cao. Khi mà một số tình huống bóng nhanh thì thường kiến khó để tạo chuyền bóng của Kroos như đặt vào chữ chân của tiền đạo và vậy. phạm lỗi gần như là khó toang ra cơ hội ghi bàn cho. Tiếc là các tiền đạo Kroos chuyền bóng sệt hay chuyền bóng bổng cũng đều rất tốt. Tốc độ của Van Dijk là rất tốt. Trên sân thì anh là một cầu thủ có khả năng chạy chỗ và chọn vị trí thông minh. Thậm chí tốc độ của mùa giải cóc này còn nhanh hơn so với mùa giải nổi bật của anh là 19 CS hiện tại hay mùa giải Totti. Khả năng xoay sở và cầm bóng. Thế chắc chắn là trong thời gian tới thì giá của Van Dijk mùa giải cóc sẽ tăng lên. Tại thì giá trị cầu thủ cơ thật sự khả năng của anh mùa này là Raul mới tại icon vẫn là và tiền đạo số cấp 1 này thì Van Dijk là best in game hiện tại, CB số 1 rồi. Rằng CR7 mùa giải ăn Totti mới rằng là best. Đối với tôi vào chúng ta thì huyền thoại vẫn luôn, icon vẫn luôn, có rất khác biệt so với phần còn lại. Varane và tất nhiên mọi sự so sánh thì thiệt hại vực của nó số số đã nói là huyền thoại thì không thể bàn cãi về đẳng cấp của anh ta. Rơi vào những tình huống này trong tất bạn cả các những bạn phẩm lên chất thì ưu việt nhất của một sát thủ nó thể hiện qua hai từ huyền thoại. Thấy khả năng quay trở rất nhanh, quan sát rất tốt. Thấy dầu béo có cơ hội dài áp sát vào cổ của mình, anh đã khiến béo sút ngoài rồi là một pha bóng đặt luôn vào đầu Gareth Bale, nhưng Gareth Bale đã bỏ lỡ cô chào tặng. Ngoài đời thì ngoài đá vị trí tiền vệ phòng ra thì Rai còn có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ. Vì thế kéo Hầu Rai như về đá đã trung vệ truyền là đặt ngay cơ hội ghi bàn cho tiền đạo.
Vì đạt được xu hướng 3-3, sắc trong phòng ngự tốt, khả năng giữ bóng cũng thường có xu hướng. Varane là rất tốt. Của Van Dijk là rất lên tốt. cao, Hỗ trợ tấn công hơn là... Trận đấu này ám ảnh thực nhất là tế khả năng thi đấu ngoài đời của Kroos là anh tấn công rất tốt. Tấn công Kroos của Kroos là mạnh hơn và so với khả năng phòng ngự của anh. Việc sử dụng Kroos trong đội hình tiền vệ của mình là một sự lựa chọn rất sáng suốt và yên tâm cho Van Kroos có thể đáp Dijk ứng mọi của thuật dãy cóc này tì đè cầu sơ và đồ. cản phá rất tốt. Vậy ở vị trí CM chấm điểm cho Kroos, tôi sẽ chấm cho anh mức điểm Nhanh là nhẹn 5 trên 10. chọn Và mùa giải TC là mùa giải hoàn toàn xứng đáng cho những team yêu thích đội ra Đức. Bóng rất hay. Real Madrid. Tụng ảnh. Đang cánh trái. Cánh rất đang dùng. Trận đấu rất nhiều bàn thắng. Tài năng chỉ. Dấu hiệu Dũng sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự. Chấm điểm tài ở vị vệ góc này 8 trên 10 kẹt và